Xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp địa hình Gian XTC Pro phiên bản quốc tế. Và xe thì được sử dụng một cái bộ cấu hình cực kỳ là chất, và cái giá của chiếc xe thì chưa đến 10 triệu các bác nhé. Chưa đến 10 triệu và các bác có được một chiếc xe khung nhôm Alux SL, một cái loại khung nhôm siêu nhẹ và là công nghệ mới của Gian. Về bộ chuyển động thì xe được sử dụng full một set Shimano DOG 9 món từ bộ chuyển động đến đùi đạp và cụm phanh dầu. Đấy, full hết một bộ Shimano DOG. Và vành của chiếc xe là vành 26 inch, vành Mavic. Đấy, một cái cặp vành thương hiệu Pháp cũng cực kỳ là có tiếng trên thị trường. Vậy em bắt đầu đi vào từng chi tiết chiếc xe đây. Chưa đến 10 triệu các bác nhé. Khung Gian, thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng trên toàn thế giới rồi. Và được rất nhiều các bác tại thị trường Việt Nam rất là ưa chuộng. Model XTC Pro các bác nhé, dòng này là dòng bản quốc tế. Dòng xe bản quốc tế thương hiệu Gian. Khung sườn thì còn rất là đẹp các bác nhé, chùa là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi tại xe bãi được nhập khẩu về. Nó xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi do đã qua quá trình sử dụng và luyện tập. Đấy, nhưng còn là về chất lượng khung hay là tất cả mọi thứ chiếc xe thì còn cực kỳ là tốt các bác nhé. Đến bộ chuyển động thì được full hết một set Shimano DOG, gầy lưng líp và ba đĩa từ bộ chuyển động này, để trước đề sau, để trước đề sau và đùi đạp trục rỗng. Đấy, full hết một set nhé. Đi đến tay lái đây cũng được trang bị là tay bấm xả DOG và cụm phanh dầu, cụm phanh dầu cũng là Shimano DOG luôn các bác nhé, full hết một set. Đây, ở dưới con heo dầu này đây, cũng là DOG các bác nhé. Cấu hình cực kỳ là chất rồi. Và cái mức giá chưa đến 10 triệu thì nó gọi là chiếc xe đạp này, với cái cấu hình này là gọi là ngon nhất trong cái tầm giá rồi. Đấy, giảm sóc hơi đến từ thương hiệu Epicon các bác nhé. À, đến từ thương hiệu SL Santur model Epicon nhé. Cái sóc mà cũng được rất nhiều bác chơi xe dùng. Đấy, sóc hơi, giảm sóc hơi. Đấy, và nó có luôn một cái khóa hành trình giảm sóc trên tay lái đây. Vành bánh là 26 inch các bác nhá, chạy toàn bộ là bi vòng rồi. Đây, vành Mavic thương hiệu Pháp đây, thương hiệu rất là nổi tiếng trên thị trường này. Và cặp vành này cũng được sản xuất tại Đài Loan luôn các bác nhá. Đây, các bác có thể nhìn chữ Made in Taiwan này. Đấy, cặp vành này rất là ngon, mày Euro và Tech bi vòng đằng sau cuối lỗ các bác nhá. Con xe trên 10 triệu mà full hết đồ chơi. Uống hết đồ chơi cho các bác chơi xe rồi. Rất là ngon. Lốp thì được sử dụng là lốp nguyên bản Gian này. Và vành bánh là 26 inch, khoảng lốp là 1.95. Đây, cấu hình gì à? Thật sự là không có điểm gì để chê chiếc xe này rồi. Rất là ngon. Và em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm của phốt là 56 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 đi phù hợp. Chuyển động DOG 10 lít và 3 đĩa cho 2 cho 30 tốc độ khác nhau. Chuyển động rất nhạy các bác nhé, các bác có thể nhìn trên hình.
Dòng DOG này nó một cái dòng thuộc dòng cận cao cấp của nhà Shimano, được rất nhiều các bác chơi xe dùng. Đèn động mượt mà rất là bền. Xe thì được bán bên em mức giá là 9.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 09943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.